Xin chào mọi người. Bữa nay mình sẽ đọc tiếp một mẩu truyện trong Hạt giống tâm hồn ha. Cuốn sách Hạt giống tâm hồn cuốn 1. Truyện Đừng sợ đối mặt với nỗi sợ hãi. Lòng can đảm giúp chúng ta chống lại nỗi sợ hãi, tìm cách khống chế nó chứ không phải giúp chúng ta chối bỏ sự tồn tại của nó. Mark Twain. Cuộc đời gần như là hoàn hảo. Tôi tự nhủ và cảm ơn số phận đã rất ưu ái với tôi. Quả thật tôi đã và đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng. Hơn một năm qua, tôi là ngôi sao trong một vở nhạc kịch ăn khách của sân khấu Paris tráng lệ. Tôi được giao vai trong 4 vở nhạc kịch của một hãng phim nổi tiếng. Và hơn hết, tôi có rất nhiều bạn tốt, những người tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ chuyện trò. Lúc đó, năm 1922, tôi đã không hiểu vì sao mà bao nhiêu may mắn lại nhanh chóng từ biệt tôi vậy. Sau này, ôn lại những gì đã xảy ra tại rạp Les Borghese Paris Saint. Vào buổi tối hôm ấy, tôi nhận thấy đã có những dấu hiệu cảnh báo trước đó. Trong nhiều tháng trời, tôi đã làm việc quá sức, lại thiếu ngủ thường xuyên. Đôi khi tôi cảm thấy mình như người kiệt sức, đầu óc nặng trịch, bao hứng khởi, tan biến đi đâu hết cả. Thế mà tôi chẳng hề lưu tâm. Chắc chỉ mệt mỏi chốc lát thôi, tôi tự nhủ, rồi lại bước ra sân khấu. Tự ép mình diễn thật hay, đúng như những gì khán giả mong đợi. Tuy nhiên, tối hôm ấy, sự việc không diễn ra bình thường như mọi tối. Trước đó, vào bữa ăn trưa kéo dài hàng giờ với bạn bè, tôi đã ngu ngốc đắm mình trong rượu ngon và ních thật căng bụng. Tôi tranh thủ chợp mắt vài phút với hy vọng sẽ tỉnh táo lại trước giờ diễn. Thế nhưng khi đến rạp hát, đầu tôi cứ phừng phừng. Như bốc lửa. Trước đây tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng đó. Say sẩm như thế này, tôi cố gắng xua tan nó đi. Khi chờ nghe gọi đến lớp diễn của mình, dù vậy khi nghe gọi những lời này như đến từ một nơi xa xăm nào đó, tôi bước ra sân khấu, sướng lên lời thoại quen thuộc của vai tôi diễn, nhưng rõ ràng có điều gì đó không ổn. Tôi có thể thấy điều đó qua ánh mắt của người bạn diễn. Khi tôi hát tiếp đoạn thứ hai, sự ngạc nhiên trong tôi đã chuyển thành lời báo động và tôi kinh hoàng nhận ra rằng mình đã hát nhầm lời của cảnh 3 thay vì cảnh 1. Tôi cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh nhưng vô vọng. Đầu tôi lúc ấy đột nhiên rối tung, không như tôi như kẻ mất hồn. Người bạn diễn hát đỡ lời tôi một cách khéo léo. Anh ấy thì thầm nhắc tôi những chữ đầu của mỗi đoạn. Tôi phải hát và cứ thế. Những người khác cũng lần lượt nhắc tôi trong những cảnh sau. Buổi diễn tối hôm đó đã kết thúc mà chỉ những người ở sau cánh gà mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sau buổi diễn, các bạn đồng nghiệp cười xòa và an ủi tôi rằng đó chỉ là sự bất ổn nhất thời. Tôi cũng muốn tin như vậy, nhưng tôi đã thật sự hoảng loạn. Điều gì sẽ đến nếu sự cố tối nay chỉ là một sự mở đầu? Một diễn viên kịch không nhớ nổi lời thoại của mình, điều này có nghĩa là sự nghiệp tiêu tan, một dấu chấm hết cho một nghề nghiệp đã đưa tôi thoát khỏi những quán cà phê tồi tàn ở Montmartre, nơi tôi đã phải hát để kiếm sống qua ngày, để đến những rạp hát sang trọng nhất của Paris tráng lệ, kèm với những tiền thù lao hàng ngàn đô la mỗi tuần.
Ngày hôm sau, tôi đọc đi đọc lại lời thoại của mình, ôn lại từng câu ca, lời hát mà tôi đã thuộc lầu cả năm qua. Nhưng đến tối, nỗi kinh hoàng quay trở lại và đi kèm theo nó là cơn ác mộng đeo đẳng tôi nhiều tháng liền. Đứng trên sân khấu, tôi thấy mình không tài nào tập trung được vào lời thoại. Phải nói lúc ấy mà đầu óc cứ mải chạy theo những lời thoại của một vài cảnh sắp tới và cố gắng chuẩn bị để nói những lời này. Tôi hết ngập ngừng thì lại nói lắp bắp. Sự thoải mái tự nhiên đã giúp tôi trở thành diễn viên danh tiếng chạy đi đâu mất. Rồi tôi thấy xây sẩm mặt mày, sản diễn và mọi vật như quay vòng trước mắt tôi. Tôi thực sự sợ hãi nghĩ đến cảnh mình ngã gục ngay trên sàn diễn. Tôi đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ, đến chuyên gia khác, suy nhược thần kinh, họ nói rồi trích thuốc. Dùng điện từ xoa bóp cho tôi, bắt tôi theo chế độ ăn kiêng đặc biệt, nhưng tất cả đều vô hiệu. Người ta bắt đầu bàn tán xôn xao rằng sự nghiệp diễn viên của tôi đang trượt dốc. Tôi cố tránh bạn bè vì tôi chắc họ cũng đã biết tình trạng bất ổn của tôi. Trong người tôi, áp lực ngày càng tăng. Tôi biết rõ rằng sự suy sụp thần kinh là không thể tránh khỏi và nó đã đến thật lúc đó. Mọi thứ với tôi thế là hết. Cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ tan tành. Bác sĩ yêu cầu tôi đi nghỉ tại một khu điều dưỡng ở Sao John, một ngôi làng nhỏ bé ở miền Tây Nam nước Pháp. Thế giới của Maurice Chevalier đã vỡ vụn. Tôi thở dài và chẳng còn nơi nào có thể hàn gắn lại những mảnh vỡ ấy nữa. Tuy nhiên lúc đó tôi đã không thể ngờ đến sự tinh tường và lòng nhẫn lại của vị bác sĩ già tài giỏi tại Sao John. Đọc xong hồ sơ bệnh án của tôi, bác sĩ Robert Duber vạch ra một phương án điều trị đơn giản chỉ bằng nghỉ ngơi và thư giãn. Sẽ chẳng ăn thua gì đâu, tôi uể oải nói. Tôi hết thời rồi. Nhưng rồi trong nhiều tuần sau đó, theo lời bác sĩ, tôi thả bộ một mình dọc theo những con đường làng do ông vạch ra, và dần dần tôi tìm thấy những nét yên bình trong vẻ đẹp của thiên nhiên. Sự yên bình vẫn luôn tồn tại trong tôi mà tôi quên bẵng đi. Rồi cũng đến một ngày, bác sĩ Dubert khẳng định với tôi rằng thần kinh của tôi đã bình phục hoàn toàn. Tôi rất muốn tin ông nhưng trong lòng còn ngờ vực. Giờ đây sự hoảng loạn trong tôi không còn nữa, nhưng tôi vẫn thấy mình chưa đủ tự tin. Một buổi chiều, bác sĩ Dubert đề nghị tôi trình diễn giúp vui cho một nhóm người nhân ngày hội làng. Cứ nghĩ đến chuyện phải đối mặt với khán giả, bất cứ khán giả nào, là tôi thấy đầu óc mình trở nên mụ mẫm. Tôi vội vàng và từ chối lời đề nghị đó. Tôi biết cô có thể làm được, Maurice, bác sĩ nói, và cô phải chứng tỏ điều này cho chính bản thân cô. Đây là cơ hội tốt để cô khởi đầu đấy. Tôi thấy thật kinh hãi, có gì bảo đảm là tâm trí tôi sẽ không rối tung lên như trước? Chẳng có điều gì bảo đảm cho cô cả, bác sĩ Dubert chậm rãi nói. Và ông tiếp tục với một câu nói mà đến hôm nay tôi vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai mình như 30 năm trước. Đừng sợ phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Mãi đến khi ông giải thích, tôi mới hiểu hết ý câu nói đó của ông. Cô sợ lại phải bước lên sân khấu, do đó cô tự nói với mình thế là hết. Nhưng sợ hãi không bao giờ là nguyên nhân rời bỏ sàn diễn của cô cả. Nó chỉ là một cái cớ mà thôi. Khi một người dũng cảm gặp phải nỗi sợ hãi, anh ta thừa nhận sự tồn tại của nó và rồi vững bước trượt qua mà không còn lưu tâm đến nó nữa. Ông dừng lại ở đó và đợi câu trả lời của tôi. Mãi một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng. Tôi sẽ thử xem. Tôi quay về phòng mà tim đập loạn xạ khi nghĩ đến những gì đang chờ đón tôi phía trước.
Trong những ngày kế tiếp, tôi trải qua những giờ phút căng thẳng hồi hộp khi cứ nhai đi nhai lại lời bài hát mà tôi sẽ trình diễn. Rồi thử thách cuối cùng đã đến. Tôi đứng sau cánh gà của một sân khấu nhỏ, đợi đến lượt mình ra diễn. Ngay tức thời, nỗi sợ hãi lại vây lấy tôi. Bất giác tôi muốn quay lưng và bỏ chạy thật nhanh, nhưng từng lời nói của bác sĩ cứ vang vọng mãi bên tai tôi: đừng sợ phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Và đúng lúc đó, đàn nhạc nghiệp dư của làng chổi nhạc ra hiệu đã đến phần biểu diễn của tôi. Tôi bước ra sân khấu và bắt đầu cất tiếng hát. Mỗi một lời tôi hát, mỗi một câu tôi ca tối hôm đó là cả một sự cố gắng đến khổ sở. Nhưng lần này trí nhớ đã không chơi khăm tôi nữa. Khi bước xuống khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, tôi cảm thấy niềm vui chiến thắng nâng bổng mình lên. Tối hôm đó, tôi đã không át đi được nỗi sợ hãi. Đơn giản, tôi chỉ thừa nhận sự có mặt của nó và rồi tiếp tục công việc của mình mà không lưu tâm đến nó nữa. Biện pháp đó thật hữu hiệu. Rốt cục, tôi đã tìm nhìn thấy con đường giúp tôi quay lại với sự nghiệp của mình. Tôi tự nhủ, có thể tôi sẽ chẳng bao giờ lấy lại sự tự tin mà mình hằng có. Bởi điều gì đã xảy ra một lần bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra lần nữa. Nhưng giờ đây tôi có thể sống cùng với nó và tôi quyết tâm chứng tỏ mình sống chung được với nó. Con đường quay lại Paris thật không dễ dàng chút nào. Tôi chọn Minum, một thành phố nhỏ cách thủ đô vài dặm, làm nơi khởi nghiệp trở lại. Tôi đến một rạp hát nhỏ và xin gặp người chủ rạp. Ông ta giật mình và ngạc nhiên nhìn tôi. Và khi tôi đề nghị được hát với một số tiền thù lao nhỏ nhoi, ông nghĩ rằng tôi đang đùa. Nhưng tôi thuyết phục rằng tôi muốn nhờ ông giúp tôi trở lại sàn diễn. Ông mới gật đầu ưng thuận. Và cứ theo cách này, tôi lại bắt đầu những buổi biểu diễn của mình, hết thành phố này đến thành phố khác. Mỗi buổi biểu diễn là một cuộc đấu tranh đau đớn và khổ sở trong tâm trí tôi. Vậy là mình vẫn còn sợ à? Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thì thầm với mình: thế thì đã sao? Cuối cùng, tôi tiếp tục lẩm bẩm những lời này khi đứng chờ lớp diễn của mình tại một hí viện lộng lẫy mới xây gym ở Paris. Sẵn sàng đối mặt với khán giả thủ đô, tối hôm ấy khi sàn sân khấu hạ xuống cũng là lúc một chân trời mới mở ra trước mắt tôi. Tôi cúi chào liên tục trong tiếng vỗ tay vang dội cả hí viện rộng lớn. Thành công, sự thành công mà tôi đã từng có và từng mất, giờ đây đã quay trở lại với tôi. Từ buổi tối hôm ấy và cho đến mãi 4 thập kỷ sau đó, tôi đã tiếp tục công việc mà tôi yêu thích, mang tiếng hát đến cho khán giả ở khắp đất nước. Trong suốt thời gian đó, tôi cũng đã trải qua nhiều khoảnh khắc sợ hãi. Và đúng như lời người bác sĩ già tài ba ở Sao John đã nói: chẳng có điều gì bảo đảm cho cô cả, nhưng cảm giác đe dọa đó không bao giờ còn có thể khiến tôi từ bỏ sự nghiệp ca hát nữa. Đã bao lần trên đường đời chúng ta đã để nỗi sợ hãi biến thành chướng ngại vật ngăn trở bước tiến của mình. Chúng ta thấy được điều mình mong muốn đang ở phía trước, nhưng thay vì thừa nhận nỗi sợ vẫn hiện hữu trong lòng, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng tiến bước, chúng ta lại luôn viện mọi lý do để rồi cuối cùng ngán ngại và quay lùi cam chịu thất bại. Chính kinh nghiệm bản thân đã dạy tôi rằng nếu chúng ta cứ mong đợi một khoảnh khắc tuyệt hảo, khi mà mọi chuyện được bảo đảm tuyệt đối an toàn và chắc chắn, thì giây phút đó sẽ không bao giờ tới, và khi đó những ngọn núi cao sẽ không còn ai chinh phục, những cuộc tranh đua không có người chiến thắng, và hạnh phúc vĩnh cửu sẽ chẳng đến với ai. Đã hết rồi, xin chào bạn đọc nha. Đừng sợ đối mặt với nỗi sợ, đó là nhan nề của câu chuyện này. Hy vọng rằng nó sẽ mang rất nhiều ý nghĩa đến cho bạn nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong mẩu chuyện sau ha. Tạm biệt.